Ôi ôi, có phi thò đùng luôn ha cả nhà ơi. Ôi ôi, nó quậy kìa. Nay vô gần ngập mặn đi chạy cá mà thấy tình hình nước này thấy không thấy cá lội cả nhà ơi. Không biết có cá để chuẩn bị cho buổi ăn chưa không nghe cả nhà. Hy vọng cũng được chục con cá đối để nấu canh chua. Mình đã mua khóm rồi đồ nấu canh chua hết rồi. Ở đây ngập mặn này của khu vực tỉnh Kiên Giang cả nhà. Đây cao thủ của nhà em bắt đầu. Đây búp sinh chài cá nghe cả nhà. Rồi có cổ động viên đi theo luôn nè. Hồi si đếm cá nha. Rồi si xách xô đi. Ừ, vô bắt cá. Ừ, cốc đó được đó, hất về phía bên này. Kiếm tầm hơn chục con cá đối mình vô mình nghỉ cả nhà ơi, để ăn cơm trưa nha. Giờ này cũng là tầm cỡ trưa lắm rồi, tầm 10 giờ. Đi chài cỡ nửa tiếng thôi. Nếu như may mắn thì mình sẽ có cá ăn thôi. Rồi. Dướng dây. Thấy đồng tình gì không em? Có cá đối nó đâm giật. Rồi có hả? Cá từ từ thôi. Mẹ sân gian quá mẹ, mẹ dục dục rất cực. Cá nhỏ gì em ơi? Chưa nghe bài cá nhỏ rồi. Coi đem lên có bắt được con nào không? Để ra xí, bỏ trên lá này cho nó sạch. Rồi. Ồ, được con nè, được con nè cả nhà ơi. Hai con nhỏ kia thả lại, bắt con đó mình nấu canh chua được rồi. Ồ, cá ú nu của nhà ơi. Cá này quá ngon à. Rồi. Hai con nhỏ đó mình thả lại thôi. Ồ, một con hả? Thôi với mình tắm. Đi xa mẹ kìa. Trong đây vẫn chưa có điện nha cả nhà. Điện chưa kéo vào được. Nước sinh hoạt thì có khoan cây nước để sinh hoạt thôi chứ còn điện chưa có. Cuộc sống người dân ở đây thì chủ yếu là giữ rừng. Rồi lấy nước từ biển vào, cá nó vào đó cả nhà. Tôm, cua, các loại cá. Ở đây cá thì là ăn thoải mái nhưng mà có cái là về cái rau mình là rất là khó khăn do cái hơi nước mặn đó nha, trồng nó không được. Cái này em ru luôn rồi ta. Từ từ thôi. Rồi có cá cả nhà ơi. Cấm động đất, cấm động mưa. Cái đối nha cả nhà. Hả? Hai con này bắt được rồi. Cỡ này cá nó hiếm quá cho nên là không có cá to cả nhà ơi. Rồi, ok. Lại bắt cá kìa, si đâu vậy con? Rồi, si đếm được mình nãy giờ được mấy con rồi, đủ nó canh chua chưa? Chưa. Đếm coi mấy xô được mấy con rồi. Xem đủ nó canh chua không? 3, 4. Ừ, được 4 con. Quá trời. Chưa đủ ăn nữa hả? Ăn gì dữ trời? Nhỏ con mà ăn dữ gì?
cá để chiên không á. Xi đi sao, đi xi đi sao, để cá nó chạy nó trốn. Ủa sao mẹ chạy vậy? Đi sao, đi sao. Mẹ là tuyệt chiêu mà, trai giỏi hơn. Rồi bữa cho nó được đó. Xuống trai nghe cả nhà. Chờ kết quả cả nhà ơi. Gió, bị gió rồi. Gió. Trai cao quá nè. Trai cao quá gió, trai phải xà xuống tí. Không được đi xa. Ừ. Mai mốt mình mua cái chài to hơn nha cả nhà. Chài này chài nhỏ nhất, 4,5 kg. Mua cái chài tầm cả 6 kg vừa. Độ cái độ phủ nó được rộng hơn. Chuẩn bị tới đây sẽ tặng cho em cái chài mới mới được. Có cá hả? Ồ. Chài là không quan trọng là tròn hay không tròn mà hên cả nhà. Ngay bày cá hả? Ờ đôi khi nó không tròn mà nó ngay bầy là cá nó đâm vô. Đố con có ru phi cái gì rồi. Từ từ thôi. Thấy quận mạnh đó nha. Rồi ru phi bự cái nhà ơi. Một con cá đối nữa. Thôi có khả năng đủ nó canh chua luôn. Con này bự quá cả nhà ơi. Ê từ từ nha, con này bự lắm nha. Cẩn thận nha em ơi. Coi vô tùng cho nha. Cái nhóm nhóm lên đây nó đang. Rồi. Xuống mắt con đi. Bỏ dép em đi. Con này to đó nghe cả nhà. Bậy bậy bự hơn nhiều, con này bự lắm rồi, thấy cái đầu nó biết rồi. Sao cu phi nước mặn nó nặng hơn cu phi nước ngọt rồi lắm. Được con cá đối nữa. Ôi. Cá này tầm cỡ nửa ký. Cá này ăn ngon lắm. Ừ. Mập ú nu à. Cả nhà ơi, đủ nồi canh chua nghe cả nhà. Chỉ cần 3-4 chài thôi là mình đủ ăn rồi. Rất là may mắn. Giờ cũng chưa rồi, vô làm cá là được rồi. Con này lơ mơ biết gì không, người ta bơm nước á. Nó trúng, ú nu luôn cả nhà. Quá trời hay luôn. Được con cá đối nữa kìa sư. Vậy là mình được mấy con rồi sư? Mấy con cá rồi? Cá mẹ ơi. Rồi lọt đâu rồi? Lọt cá thôi. Bắt lên được không? Rồi, cho sư bắt đi. Được không? Rồi, đâu mục tiêu rồi? Bắt đi con. Nắm ngay đầu nó. Nắm ngay đầu nó kéo lên. Ngay đầu nó cái đuôi nó vuột. Rồi. Thấy chưa? Mẹ nói cái đuôi là vuột. Cái tay anh Si này nhỏ thọt xuống cái tay mình bự đâu thọt được cái khe đó đâu. Rồi, ok. Rồi quá. Chùi vô cỏ đi. Chúc vô tắm. Em này cũng khoái đi theo bắt cá cả nhà ơi. Kêu ở nhà nắng không chịu, khoái đi chơi vậy đó. Chài đi cái canh cái hướng gió nghe em, với chài thấp xuống rồi. Nó gió quá nó đùn chài lại. Nay cuối tuần mình vào đường ngập mặn này xả xà chết nha cả nhà. Cú chài xem có may mắn không đây. Từ từ thôi. Hình hên làm em rô phi nữa. Giật cái này. Rồi, lên đi. Chắc cá sơn quá. Đi. Ôi ôi, con phi thọ đùng luôn ha cả nhà ơi. Ôi ôi, nó quậy kìa. Con vô hôm mấy gì ơi. Vô hôm mà. Hả hên này. Một con này bự bằng con hồi nãy. Con chắc lắm luôn. Uống nu cả nhà ơi. Thấy gì có con này tầm nửa ký cả nhà. Nặng lắm. Coi chừng nó dãy lên đầy mặt mày đó em, xin không em ơi. Xin quá đã chưa rửa. Ừ. Chưa dám rửa. Né ra si, nó giằng. Xin không luôn. Cá này chiên tươi hoặc sút cà rồi ăn rất là ngon cả nhà.
ơi, được hai rô phi to. Cái rô phi ở đây ăn ngon lắm rồi cả nhà. Rất là béo luôn. Ủa sao mẹ? Rồi, kết thúc cái chuyến đi chài của mình nha cả nhà. Đây thành quả của mình đi cả nhà. Được hai anh cá phi ha. Với mấy anh cá đối. Mấy chài sau mình được dính được mấy anh cá nâu nữa cả nhà. Rồi mình sẽ đem vô nấu canh chua ha cả nhà. Trời cũng chưa lắm rồi nên mình tranh thủ mình vô mình nấu canh chua. Bỏ cái thao sáu chỗ đó cho ướp đây, ướp đi. Được cho cháu. Bên Thái Lan nó làm nó nhìn nó ngon kìa. Muối muối cục để nguyên vậy luôn ha, không đâm dập nha em vậy đâu. Chết mẹ, đâm dập dưới này. Ừ. Mình ướp ở ngoài thôi chứ. Ướp ngoài không à. Rồi nó nhét xả rồi vô miệng nhét vô. Xả vô. Nhét. Thì đó. Nhét xả vô bụng chứ vô miệng. Vô miệng đó. Rồi ướp 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 đi, ướp ớt vô đi, lăn lăn là được rồi. Lấy tay không ơi. Lấy cái tay người ta sát lên á. Hồi cây đã luôn. Thôi ông ơi, tôi lăn là tôi muốn sát đó. Anh em hả? Tao phải mang bao tay. Đúng rồi. Không hỏi đâu. Kiểu này ớt, kiểu này mà kêu ta ta. Cho nó thấm mới được. Hôm nay mình làm món đơn giản, mình làm giả thôi. Đúng rồi đó, cho nó hồi cho thấm mình nướng. Đi xin cái tay luôn. Cá rô phi nướng mới ớt nè cả nhà. Đây bên này của mình chút này là mình nấu canh chua nha. Sản phẩm đi chài nãy cũng khá khá cá cho nhà. Ai kiếm xả thì chị chưa? Được mấy anh cá nâu. Những chài mới ăn được đó thôi. Cá đối. Ừ. Chài dính lần con, hai con. Lưới gì ăn thua rồi. Vậy đó hả? Đúng vậy hả? Đúng vậy á. Không mà để ý phía sau là chài hay dính cá phi lắm. Mấy cá nâu luôn cả nhà. Đây. Cái này cá nâu nè, nấu canh chua là tuyệt vời luôn. Mày chiều mới nấu canh chua. Cá đối. Sáng nay có đồ ăn hả? Vậy là sáng nay có ăn hả? Chị cũng phải làm đi. Đây, chút nữa mình sẽ làm món nướng muối ớt nha cả nhà. Chờ muối nó thấm vô cá là mình nướng. Nhìn hấp dẫn quá. Bắt đầu khâu nướng cả nhà ơi. Cá ướp muối ớt nha cả nhà. Đáng đâu hả? Trong này mình nhét xả vô cho nó thơm nha ơi. Đi chài tí thôi là đồ ăn thoải mái luôn. Hôm nay chúng bánh được hai cá rô phi to quá. Nè thấy cái to nè ha. Ở đây không có đũa luôn ha. Trời ơi, tiếng anh đỡ bằng tay không. Ôi, nó ca luôn. À, mới chở hả? Ừ, mới chở. Ồ, có xả vô nữa nè. Thèm quá cả nhà. Nhìn cái mùi thơm mình đó. Ba cái muối đây, nó chắc chắc tôm này mới giả lú cả nhà. Tôm thẻ thiên nhiên. Đây cả nhà thấy không? Rất là hấp dẫn nha. Thêm mấy cá này nữa mà cả nhà. Dạ. Cá nó to quá mình phải đậy lại cho nó hầm hơn được. Cứ lấy cá ra con chạy qua bển nè con. Rồi xin mời cả nhà dùng cơm cả nhà ơi. Cái rô phi nướng ngon quá, ăn kèm cao sống. Cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video gần nhất nha cả nhà.